tươi. Phải lâu mà nó khô, nó dùng dở, dùng dở. Để bông có đập bông nổi không? Nè, bông nổi nè. Nghe làm súng nè. Mượt thì ghê luôn nè. Mượt quá mượt nè, đồ quả nè. Mét ghê. Ơi cái gì vậy? Thằng iPhone mới mượt được vậy chứ, chứ thằng Samsung chưa chắc mượt được gì. Bữa xem trời. Nhiều khói luôn trời. Ở đâu ạ? Chết tôi luôn rồi. Khói đâu? Không ở vậy, khói kìa. Trời trời. Ê cái gì nổ hay gì đó. Để camera tích cho chút nữa. Nhà hỏi làm cái ẩm. Nè một chút giờ để mình ngang vậy đó. Nè cái phần vòng tròn nè, thu ra đây nè. Không mình đánh đây nè, mới chạy ra đây nè. Hôm chơi có cái trò nào chơi chơi trong cái nhà cô Bằng đó. Nhỏ con. Nhỏ cháu của thời đại tên là Yến Chương, cao mét 7 mấy. Ghê vậy? Cao lắm. Cao mét 7 mấy là. Con của bà Ngọc gì nè ta, quên kêu rồi. Giờ còn một thằng nhỏ nhỏ đang học lớp 6 lớp 7 gì đó mà cao tới mét 8 là. Mét 8 mấy là. Không, gì mai là gì của nó. Không, tại nhà bển gen cao mà bởi cao phải. Thằng gửi của nó cũng cao đâu. Nhỏ đó, nhỏ nào mà cao nhất á. Em cao đúng rồi, mình thấy phải trả cho lô không? Mình cho lô thấy chị trẻ phước trong nhà. Mặc cái giày